Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn bản tóm tắt phần 1 của cuốn sách có tựa đề Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới của tác giả Stanley Brown. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập vào website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Việc bán hàng giống như đi câu cá. Sự thành công của người bán hàng được thể hiện qua khối lượng cá thu về của mỗi buổi đi câu và những người bán hàng xuất sắc không nói nhiều về bản thân mình cũng không biện minh cho thất bại. Thay vào đó, họ luôn tập trung lắng nghe và tìm hiểu khách hàng của mình. Yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức là phải có khách hàng. Yếu tố này còn quan trọng hơn cả ý tưởng kinh doanh, sản phẩm, tài sản, nguồn lực tài chính hoặc con người. Lợi nhuận do khách hàng đem lại sẽ được sử dụng để trả lương cho nhân viên, chi trả các khoản phúc lợi, khen thưởng cho nhân viên, bảo trì và trang bị thêm máy móc hay nội thất văn phòng. Và trong môi trường kinh doanh, luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ, việc làm cho sản phẩm, dịch vụ của bạn trở nên nổi bật và thu hút khách hàng so với vô vàn sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, đội ngũ nhân viên bán hàng là nguồn tài sản vô cùng quý giá của công ty. Nội dung cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới không chỉ dành cho nhân viên bán hàng, trình bày những bí quyết để trở thành người bán hàng xuất sắc, mà nó còn là một cẩm nang hỗ trợ cho những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh hoặc đang phụ trách công việc, có sự giao tiếp với khách hàng. Tiếp theo mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Phần 1, chương 2, chấm dứt thất bại, khởi đầu thành công. Ai đó đã có lần nói rằng, tôi sinh ra đã là người bán hàng, nhưng tôi thì không cho đó là sự thật. Nhiều người bán hàng thậm chí là hầu hết trong số họ khi sinh ra đã là như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi đã tự giúp mình trở thành người bán hàng, tự bản thân tôi đã làm điều đó, và nếu tôi có thể làm được điều này, từ xuất phát điểm tồi tệ của mình, thì ai cũng có thể làm được. Hãy theo dõi câu chuyện, và bạn sẽ hiểu ý tôi. Nhiều người sinh ra trong nghèo đói, nhưng nơi tôi sinh ra còn đặc biệt nghèo, so với ngày nay thì như thể, bạn vừa là người da đen, mà lại còn nghèo nữa. Tôi được sinh ra dưới hạ nguồn phía đông Detroit, ngày nay thì hầu như các bạn gọi là người Ý, nhưng tôi gọi là người Sicilian, bởi đối với tôi, giữa chúng có sự khác biệt lớn. Tôi cũng tự hào là người Sicilian, dù nhiều người trong đó, có những người tới từ các vùng khác của Italia, cố gắng cách biệt với chúng tôi, và xác định rằng, tất cả người Sicilian từ khi sinh ra, đã có khuynh hướng phạm tội. Niềm tự hào lớn lao đó đã khiến tôi gặp khó khăn trong những năm tháng tuổi trẻ và thậm chí đôi khi là cả những năm gần đây. Tôi cũng dễ dàng lao vào tấn công những kẻ nào dám gọi tôi là dân ngoại lai, lũ ngoại lai. Tôi biết là người ta thường có thành kiến với ai đó, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn những định kiến đó nhắm vào mình. Tôi tức điên lên khi bị gọi bằng cái danh đó. Tôi vẫn nhớ mái nhà đầu tiên của mình là một căn phòng tầng trên thuộc một ngôi nhà hai căn hộ. Bên kia đường là bãi than đá. Nếu sống cạnh một bãi than thì hẳn bạn cũng nghĩ đó là nơi tồi tàn rồi, nhưng nó cũng là một lợi thế đấy. Vào mùa đông, khi mọi thứ trở nên khắc nghiệt, ngôi nhà lạnh như băng, tôi cùng anh James, anh trai mình băng qua đường. Tôi lẻn vào bên dưới hàng rào và ném những mẩu than cho anh. Anh ấy sẽ bỏ chúng vào bao, rồi chúng tôi mang chúng về nhà để bỏ vào lò, cùng đốt để sưởi ấm. Đó là tất cả những gì có thể đốt và để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, nên chúng tôi chẳng bao giờ để ý xem đám than đó thuộc về ai. Và đó là thế giới tôi được sinh ra. Cái lò thì nằm trong hầm, nhưng tôi nhớ tới cái hầm đó vì một lý do khác. Đó là nơi ưa thích để bố đánh tôi. Từ khi tôi biết nhớ, tôi cho là mình cũng có ngoan, có hư, như bao đứa trẻ khác thôi, chẳng có gì đặc biệt,
cho nên tôi chẳng bao giờ biết vì sao ông làm vậy với tôi mà không phải với anh trai hay hai đứa em gái của tôi cả. Nhưng ông ấy đã làm vậy. Hầu như lần nào ông cũng kéo tôi xuống đó, buộc tôi vào cái cột, và rồi ông đánh tôi với một trong số đám dây mài dao cạo bằng da to bản của ông. Dù bất kỳ đứa nào gây ồn hoặc làm gì đó thì tôi lúc nào cũng là đứa chịu trận. Ông la hét mỗi lần đánh tôi dưới hầm: "Mày thật tồi tệ, mày không làm được trò trống nào cả, rồi mày cũng vào tù thôi", kiểu như vậy. Mà tôi không bao giờ hiểu vì sao lại là mình, nhưng ông thì vẫn cứ thế, miễn là tôi còn có mặt trong cái nhà đó. Nhiều lúc, tôi bỏ chạy qua vài dãy nhà, xuống cái sân cạnh đường tàu gần sông và trốn trong các toa chở hàng. Có một lần tôi thậm chí đã ngủ quên trên sàn phủ đầy rơm của toa hàng. Và khi trở về nhà, ông lại đánh tôi một trận và nói rằng tôi láo lếu, không làm được gì bao giờ, chẳng có tích sự gì, và rồi tôi cũng kết thúc ở nhà tù thôi. Đó là cách chúng tôi gọi tên trại giam nằm ở Michigan, nơi nhiều gã hàng xóm của tôi đã bị giam ở đó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe điều này nếu bạn lớn lên trong một ngôi nhà mà ông bố nắm toàn quyền. Ông nói ngay từ khi bạn có nhận thức rằng bạn là đứa hư hỏng, đánh đập bạn thậm tệ. Trong khi ông nói những điều đó thì bạn cũng tin thế thôi, vì ông là ông bố duy nhất, là người có quyền hành duy nhất mà bạn biết, và như vậy thì hẳn là ông phải đúng rồi. Sau một thời gian thì tôi cũng bắt đầu tin điều đó, dù cho sau đó mẹ tôi thường xuyên xuống hầm và khuyên nhủ rằng tôi thật sự là một đứa trẻ ngoan. Điều đó cũng giúp ích đôi chút, tôi cho là vậy, nhưng bà cũng chẳng có quyền hành gì so với ông bố già của tôi cả, nên tôi yêu bà nhiều biết bao, thì tôi cũng tin rằng mình hư hỏng, chẳng làm nên tích sự gì bấy nhiêu. Tôi đã tin điều đó trong một thời gian dài, và nó ảnh hưởng khá nhiều tới những chuyện sẽ đến với tôi, với những gì tôi làm, và với hầu hết cuộc đời mình. Tôi từng cố gắng lý giải xem điều gì khiến ông lúc nào cũng ghét tôi, chỉ trích tôi và đánh đập tôi như vậy. Ông là một thanh niên nghèo, thất học và thực tế là mù chữ, tới từ vùng Sicinin. Bố của ông hay ông nội của tôi là một kẻ bạo ngược và cũng thường xuyên chửi rủa, đánh đập ông. Ông kết hôn với mẹ tôi ở tuổi 25 khi mẹ tôi mới chỉ 15 tuổi, và bà ngoại tôi thì chẳng vui vẻ gì với đám cưới này cả. Không ai kể với tôi chuyện gì đã xảy ra hồi đó, nhưng hận thù ghen ghét giữa bố và bà ngoại thì chẳng bao giờ tắt. Miễn là bố tôi còn sống, ông không bao giờ cho phép bất kỳ ai trong chúng tôi, kể cả mẹ có liên quan gì với bà ngoại, kể cả hồi bà sống cùng ngôi nhà hai căn hộ với tôi. Mẹ tôi thường lẻn vào hầm và trò chuyện với bà qua bức vách, và tôi cũng tới đó bởi chúng tôi rất thân thiết với bà. Có lẽ vì cái cách bố nghĩ về chúng tôi, bất cứ lúc nào ông phát hiện ra tôi đang gặp kẻ thù của ông, lừa dối ông, là ông lại quát tháo, chửi rủa và cho tôi như đòn. Chắc hẳn bạn đang tự hỏi, điều này thì liên quan gì tới việc làm thế nào để bán được hàng? Chà, nó ảnh hưởng khá lớn tới những thái độ bén rễ trong đầu đấy, và những gì đã bén rễ trong đầu tôi là suy nghĩ mình hư hỏng và vô dụng. Tôi đã tin như vậy và nghĩ mình sẽ chứng minh là bố đúng. Rốt cuộc bạn cũng phải ngoan ngoãn mà tuân theo bố mình thôi, nhưng cũng có một thái độ khác nảy mầm cùng với đó. Từ những trận đòn và những lời chửi rủa, đó là sự giận dữ bản năng chống lại ông ta và ý nghĩ muốn chứng minh là ông đã sai, để ông lại yêu tôi như ông yêu anh trai và các em gái của tôi vậy. Lúc tôi nghĩ thế này, lúc tôi cho rằng thế khác, và lúc thì những ý nghĩ đó cứ liên tục xóa sổ nhau. Bố tôi không bao giờ làm việc nhiều. Khi đó là thời kỳ suy thoái, và chúng tôi là dân Sicinin vốn luôn mang tiếng ăn cắp, cho nên ông chẳng buôn bán được gì, chẳng gì cả. Ông thường bị sa thải hoặc ở cục quản lý công trình chính phủ liên bang. Chúng tôi luôn sống nhờ quỹ phúc lợi, và thời gian hạnh phúc duy nhất mà tôi có thể nhớ được là vào lễ Giáng sinh, khi hội bạn tốt gửi tặng chúng tôi hộp đồ chơi mà mọi người quyên góp được. Hầu hết chỗ đồ chơi đó đều đã được sử dụng và sửa chữa lại, nhưng nó vẫn là một niềm vui lớn. Và hơn thế nữa,
họ còn tặng những phiếu mua hàng để chúng tôi mang xuống thị trấn và đổi lấy một đôi giày mới. Đó là những món quà lớn lao đối với tôi trong những ngày tháng đó. Khi được 8 tuổi, tôi bắt đầu lao động. Cách nơi chúng tôi sinh sống vài tòa nhà, có khá nhiều phân xưởng, công ty cao su lớn ở gần bờ sông. Ở đó còn có một nhà máy sản xuất lò sưởi rất lớn và vài xưởng sản xuất nội thất cũng như những mặt hàng khác. Dọc theo đường lớn gần những nhà xưởng này là những quán rượu của dân lao động. Tôi đã tự đóng một chiếc hộp đánh giày và kiếm vài chiếc bàn chải cùng mấy hộp xi và tôi đánh giày ở những quán rượu đó. Nếu bạn nghĩ tôi đã kiếm tiền vất vả theo cách này thì để tôi kể bạn nghe. Tôi luôn ngồi xổm giữa sàn trong nền nhà của những quán rượu nhếch nhác, đánh giày để kiếm mấy đồng xu lẻ thì cũng giống như bất kỳ công việc nào bạn đã từng làm thôi. Giờ làm việc của tôi bắt đầu từ buổi chiều khi tan học và khi những nhà xưởng bắt đầu tan ca, tôi làm việc ở tất cả những quán rượu trong phạm vi một dặm, dọc theo đại lộ lớn rồi quay lại. Nhiều khi tới vài lượt một ngày, tôi cố gắng kiếm 5 xu cho mỗi đôi, thỉnh thoảng tôi lại được thưởng thêm 1 xu hoặc 2 xu, nhưng cũng nhiều khi tôi chỉ kiếm được 2 xu cho mỗi đôi giày. Sau một thời gian tôi bày thêm vài trò tiểu xảo như tung hứng bàn chải và đổi tay, mọi người dần biết tới tôi và tôi lại có thêm tiền thưởng. Những ngày này, với 1 xu thì đã mua được kha khá kẹo và 1 đồng 5 xu có thể mua được một chiếc kem ốc quế 2 tầng hoặc gần 4 lít sữa. Khi tôi lượn tới lượt thứ 2, thứ 3, dọc theo con phố là tôi nhận ra những gã nhậu nhẹt quen mặt. Tôi được chứng kiến rượu đã làm gì họ chỉ trong vài giờ. Thỉnh thoảng nó khiến họ trở nên dễ tính, hào phóng hơn, nhưng nhiều khi cũng khiến họ buồn, say xỉn hơn. Rốt cuộc họ chỉ là những người đã trải qua một ngày làm việc vất vả, hoặc là những người lo sợ mất việc và họ rẽ vào đó để xả hơi trước khi phải trở về căn nhà tồi tàn cùng với gia đình khốn khổ của mình. Thật là tàn nhẫn khi phải làm việc trong những quán rượu như vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải làm cho tới 10 giờ đêm hoặc 11 giờ đêm và trở về nhà với chừng 1 đô hoặc thi thoảng hơn. Tất cả số tiền đó là để phục vụ gia đình tôi, mà nhiều khi đó là tất cả thu nhập của cả nhà. Khi một nhà máy đóng cửa hoặc chẳng có việc để làm vì một vài lý do nào đó mà tôi chỉ mang được vài xu, khi đó bố lại quát mắng và đánh đập tôi. Tôi rất sợ phải về nhà những đêm đó. Nỗi sợ không kiếm được tiền đã xâm chiếm, đã khiến tôi muốn ở lại muộn hơn để mong đánh thêm được vài đôi giàu nữa. Tuổi thơ tôi thật u tối, nhưng chẳng bao giờ tôi muốn quên nó đi. Đó là lý do tôi luôn giữ bức ảnh khi lên 9 tuổi, lúc tôi đang quỳ gối đánh giày. Tôi đã treo nó trong văn phòng để nhắc mình không quên điểm xuất phát này. Tôi căm thù nó, nhưng cũng tự hào vì nó. Thương vụ đầu tiên, có lẽ việc năn nỉ người khác để được đánh giày ít nhiều đã giúp tôi có chút kinh nghiệm bán hàng. Tôi cho rằng việc ngồi xổm đánh giày với mấy cái bàn chải cũng là một hình thức bán hàng rong. Nhưng khi bắt đầu đi phát báo, tôi mới hiểu được một phần của việc buôn bán. Tôi dậy lúc 6 giờ sáng, tới ga tàu, ra nơi những tờ báo đen chốt miễn phí được thả ở đó để phân phát quanh vùng. Tôi gập chúng gọn gàng rồi nhét vào chiếc túi, rồi tôi tới trường. Sau đó, tôi lại đi đánh giày một lúc. Tôi thật sự học được chút ít về buôn bán là khi tờ báo này tổ chức một cuộc thi dành cho độc giả mới. Cứ mời được một người đăng ký báo ít nhất một tháng là bạn nhận được một thùng Pepsi Coca. Thời đó với tôi thì giải thưởng này đã quá hấp dẫn rồi. Một thùng 24 chai soda cũng đáng kể lắm. Bạn có thể hình dung đó là sự khích lệ và là động lực lớn lao. Này cậu bé, chúng là dành cho cậu đấy. Tôi tự nhủ với bản thân mình và tôi đã gõ cửa từng ngôi nhà, từng căn hộ trên đường mà tôi thấy. Tôi bấm chuông cửa nhiều tới mức đau cả ngón tay. Tôi thậm chí còn bỏ học một buổi hoặc hai buổi trong khoảng thời gian đó. Từ đó tôi đã rất kiên trì. Tôi nói chúng cháu đang có một cuộc thi và cháu mong là bác sẽ đăng ký. Dù chỉ một tuần, họ phải đăng ký một tháng, tôi mới nhận được phần thưởng. Nhưng tôi nhận thấy là hầu hết mọi người đều tiếp tục mua báo. Một khi đã đăng ký,
Tôi giới thiệu với họ rằng báo sẽ được phát tới cửa nhà trước khi họ thức giấc, đó là sự thật. Và nếu họ từ chối, tôi sẽ tiếp tục không bao giờ từ bỏ, chẳng hề thất vọng, và tôi vẫn tiếp tục nhấn chuông cửa. Thật chẳng vui vẻ gì khi bị từ chối, nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng tôi càng giới thiệu tới nhiều người, tôi càng thành công, và việc này rất thú vị, càng lúc càng thú vị, bởi vì chẳng mấy chốc những thùng Pepsi đã đầy, và rồi tôi bán chúng, cũng như bất cứ thứ gì khác, có thể bán cho những người quanh khu nhà tôi. Việc này giúp tôi có thêm tiền mang về nhà, và càng thêm hy vọng để chứng minh bố mình sai khi đã nói tôi chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng điều đó là vô ích. Tôi đã lao động cùng với một chiếc hộp đánh giày và những tờ báo chừng 5 năm. Hầu hết thời gian tôi đều tới trường, nhưng chẳng khá khẩm gì cả. Thời còn đi học, tôi không đến trường đều đặn, nhưng cũng học được một chút ít, và điều đó không quá tệ. Nhưng căng thẳng giữa bố và tôi chẳng khi nào được cải thiện, và chắc là ông đã ném tôi ra khỏi nhà hàng tá lần. Khi đó tôi sẽ ngủ trong những thùng rác, lúc thì thuê phòng trong một đêm trọ rẻ tiền ở rìa thị trấn, đó là khu trọ tồi tàn, với những khách sạn giá rẻ, những khu trọ nhiều phòng, nhà điếm, những bộ phim chiếu khiêu dâm thời đó. Tôi kiếm được một chiếc giường trong số phòng đó với giá 1 hào hoặc 24 xu một đêm. Không phải là một phòng đâu nhé, chỉ là một chiếc giường trong căn phòng dạng như phòng ngủ tập thể, với một đám say rượu đang ngủ, cũng có thể thức giấc hoặc đang phê pha. Sau một hồi bố sẽ tìm tới và lôi cổ tôi về nhà, bảo tôi phải ngoan ngoãn. Ông làm thế chỉ vì bởi mẹ yêu cầu, tôi đoán vậy. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố ngoan ngoãn đi học chút ít, rồi lượn lờ với những gã cuối phố, để rồi lại bị tống cổ ra đường. Năm tôi 16 tuổi, một đêm khi đang vật vờ trên góc phố với hai thằng bạn gần nhà, chúng gạ, chúng ta té khỏi quán rượu này, tới Meloman Lever City đi, ở đó có mấy thùng rượu, và chắc sẽ kiếm được chút tiền, mày có muốn đi cùng không? Đó là một trong số những quán rượu, nơi tôi thường đánh giày, và tôi biết rõ quán đó, tôi chưa từng làm gì như vậy trước đây, có thể là vì tôi biết chỗ đó, hoặc vì một điều gì khác, tôi đã quyết định đi cùng chúng nó, dù tôi có là gì thì cũng không phải kẻ lừa đảo. Ít nhất là tính tới lúc đó, tôi không biết điều gì đã thôi thúc bản thân đi cùng chúng, nhưng tôi thật sự đã bước theo. Khi tới quán rượu, một gã trong đám vào nhà vệ sinh và để mở cửa sổ. Thời đó thì bạn có thể làm như vậy, thế nhưng giờ ở cửa sổ thường có chắn song, chuông và hệ thống để thông báo rằng cửa sổ không được khóa kín. Nhưng vào thời đó, và ở vùng nghèo nàn và tội tàn như chỗ chúng tôi thì không. Thế nên khoảng 10 giờ đêm, chúng tôi đột nhập vào ga, ra khách sạn Meloman, một khách sạn hạng sang nằm bên mé sông, cả bọn vỡ được một chiếc xe hơi. Tôi nhớ đó là trước director, giờ tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ngã bảo vệ trong xe hét lên, này mang trả xe lại ngay. Nhưng chúng tôi đã chuồn vội và giấu chiếc xe bên lề đường trong khu. Những quán rượu ở đây thường đóng cửa vào lúc 2 giờ sáng, nên chúng tôi phải đợi cho tới khi họ đóng cửa, dọn dẹp và rời đi. Khoảng 3 rưỡi sáng, chúng tôi tới đó, đường xá không một bóng người, cả khu đã hoàn toàn đóng cửa. Tôi thậm chí còn chẳng sợ khi làm như vậy. Sự thực thì khi bước chân tới đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Một trong hai thằng đã bò qua cửa sổ và mở cửa sau, rồi chúng tôi chỉ cần chất đầy mấy thùng rượu vào xe. Thời đó còn đang là chiến tranh thế giới thứ hai, đó là vào khoảng tháng 5 năm 1944, rượu vẫn rất khó kiếm. Thực tế là ở đây còn rất hạn chế rượu và rượu là món hàng xa xỉ. Vì vậy, khi chúng tôi chất đầy xe và lấy sạch cả quầy, rồi cả lũ chuồn vội, lấy đám rượu và chia tiền nhau, có 175 đô la trong ngăn kéo, nên tôi được gần 60 đô la, cùng với số tiền chúng tôi kiếm được nhờ bán rượu cho những gã lượn lờ ở cuối phố. Đối với tôi mà nói, đó là một số tiền lớn, dễ dàng có được, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến mức tôi chẳng nghĩ gì về nó. Thật thú vị khi nghĩ về những ngày đó, bởi tôi thật sự không biết vì sao bản thân tôi không tiếp tục làm như vậy. Sau vụ thứ nhất, ý tôi là tôi chẳng sợ gì cả,
mà tiền thì rất hấp dẫn. Và rõ ràng đây là một công việc dễ dàng, nhưng tôi không làm. Tôi nghĩ về ông bố già liên tục gắn tôi tìm công việc, và tôi đã kiếm được việc trong một nhà xưởng nào đó. Có lẽ tôi sợ ông và cái cách ông sẽ xử lý tôi nếu không đi làm. Dù sao đi nữa, thực tế tôi đã quên mọi chuyện, hoặc ít nhất vào một ngày, khi tôi đang nằm trên giường và nghe thấy khá nhiều tiếng động, tôi đã cố tình quên đi. Khi đó mẹ tôi thì khóc lóc, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa có chuyện gì liên quan đến vụ đột nhập quán rượu xảy ra với tôi cả, mà chuyện đó cũng xảy ra từ 3 tháng trước rồi. Và tôi cũng chẳng gặp gỡ gì mấy thằng bạn. Kể từ sau vụ đó, cũng chẳng có ai nhắc lại chuyện này. Ngày nọ có một gã đột nhiên ập vào phòng tôi, quát lớn, dậy ngay, dậy ngay. Tôi vừa mở mắt, thì một cái phù hiệu ập ngay vào mặt, và gã cảnh sát nói, mặc quần áo vào ngay. Điều tiếp theo tôi biết là mình đang ở đồn cảnh sát. Gã đó cùng đám đồng nghiệp đang tra khảo tôi về vụ ăn trộm ở quán rượu, cùng với một loạt vụ trộm ở những quán rượu và cửa hàng tạp hóa mà tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng họ nắm rõ vụ mà tôi tham gia, một thằng bị tóm và đã khai ra những việc nó làm, bao gồm cả vụ ở quán rượu đó, kéo theo cả tên tôi. Vì thế điều kế đến chính là việc tôi bị tống vào nhà tù cho thanh thiếu niên. Đó là nơi tồi tệ nhất mà tôi từng ở, một căn phòng lớn đầy giường củi và bọn trẻ con. Một gã to lớn cứ lượn quanh với chiếc dây da, ép đứa trẻ quỳ gối xuống, rồi bắt đầu quật thằng bé. Ở đó còn kinh khủng hơn cái đêm tôi trải qua ở quán trọ rẻ tiền. Người ta bật đèn sáng trưng lúc nửa đêm để né những kẻ nghiện rượu đã chết trong đêm. Đó là đêm tồi tệ nhất trong đời tôi, dù tôi đã trải qua nhiều đêm ở nơi khủng khiếp khác. Ngày hôm sau họ đưa tôi đi gặp người chủ quán rượu mà chúng tôi đã trộm. Ông ấy vẫn nhớ tôi và hỏi vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi trả lời rằng tôi cũng không rõ tại sao, nhưng tôi sẽ trả lại ông những gì mình đã lấy. Ông ta đồng ý rút đơn khiếu nại và tôi thoát khỏi chỗ đó. Tôi chẳng phải làm gì mà cũng thoát khỏi chỗ đó. Bố và chú tới đón tôi. Ông bắt đầu đánh tôi ngay khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà. Ông đánh tôi trong xe và đánh khi về đến nhà. Ông liên tục chửi rủa về sự ô nhục mà tôi mang lại cho gia đình. Lần đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình đúng là như vậy. Tôi đã chứng minh rằng những gì ông nói về tôi đều là sự thật. Tôi là một đứa trẻ không ngoan, tên trẻ con bịp bợm, và tôi còn bị bắt nữa. Nhưng tôi đã nhận được vết sẹo trong đời mình. Đó là một đêm trong tù. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, thì tôi cũng sẽ không vào đó lần nào nữa. Tôi sẽ không vào tù giống như nhiều gã mà tôi quen biết. Tôi đã kiếm việc trong một công ty sản xuất lò sưởi gần nhà, nơi có rất nhiều người dân chỗ tôi làm việc. Công việc của tôi là đặt bộ phận cách nhiệt vào lò. Đó là một công việc bẩn thỉu vì bụi bẩn bám vào da, đầu tóc, quần áo và cá mũi. Tôi buộc phải làm việc thật nhanh và cật lực. Một hôm tôi bị tóm khi đang hút thuốc. Đây là lần thứ hai tôi bị bắt gặp và họ đá tôi. Đá là từ tôi dùng để ám chỉ việc bị sa thải. Cứ như thể bạn làm miếng bắp cải và họ hất cẳng bạn ra ngoài. Đó là cảm giác tôi đã trải qua rất nhiều lần. Tôi nhớ là thời đó mình đã trải qua khoảng 40 công việc khác nhau. Quả thực tôi chẳng thể đếm hết. Tôi đã lái xe tải cho một nhà in cho tới khi bị đuổi cổ. Vì chuyển hàng quá lâu, tôi làm việc cho hãng xe mô tô chế tạo nơi cấp vũ khí cho quân đội. Công việc cũng không quá tồi, tôi làm việc trong dây chuyền sản xuất của hãng xe hơi Porsche, thứ công việc tồi tệ nhất, bởi lúc nào bạn cũng dính lấy đám máy móc, và chúng quyết định về mức độ cần mẫn của bạn. Tôi làm việc tại một xưởng mạ điện, nơi chứa đầy các thùng axit và kim loại nóng chảy, với đủ thứ mùi ám lấy hai lá phổi. Từ đó của tôi bị hen suyễn, tôi cũng làm hầu bàn ở khách sạn trong một thời gian. Lần khác lại làm bảo vệ tầng ở khách sạn khác. Ở đó tôi làm vài việc như mặc đồng phục họ đưa và đánh số khách ra vào. Một hôm tôi ném bỏ đống hiện tính, thay vì phát chúng tới các phòng. Tôi chối rằng khi tôi đến thì việc đó đã thế rồi, nhưng lại không biết rằng chúng được dập dấu thời gian. Vậy nên tôi lại bị tống cổ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu biết những việc đó
thì tôi đã làm tốt hơn và có khi còn nhận chức phó chủ tịch cho vị trí quản lý của tôi. Thật nực cười. Nhưng thời đó tôi cực kỳ ngu dốt, tôi cứ ra vào và trốn học liên tục, rồi cũng tới lúc tôi đánh một vị trong ban cố vấn học đường ở trường và rồi tôi bị đuổi học. Ông ta liên tục nói tôi có lẽ chẳng vì điều gì cả, hoặc có thể chỉ vì mấy trò đám con nít hay làm, nhưng rồi ông ta đã bắt đầu nói về loại mày thì nên học như thế nào, và những điều như vậy. Tôi nói với ông ta rằng, tên tôi không phải là loại mày, bởi bạn cũng biết, một khi ai đó bị gọi là loại mày, thì có nghĩa như thế nào. Ông ta nói về những người Ý, và ngay sau đó là những lời lẽ thô tục, và tôi đánh ông ta, trường học với tôi cũng chấm hết ở đó. Theo trí nhớ của tôi chủ yếu mất việc vì gây gổ với những gã thường nói về người Ý hoặc những người dân Nam Âu. Cũng có thể thời ấy tôi chỉ chăm chăm gây sự, có lẽ tôi chỉ muốn trượt dốc để chứng tỏ rằng bố tôi đã đúng và tôi chẳng ra gì. Khi đó lòng tôi đầy giận dữ và mù quáng nên mới cư xử như vậy. Cái đêm mà tôi phải trải qua trong tù có lẽ đã cứu rỗi tôi khỏi sự cùng cực. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái cảm giác đó. Có lẽ tôi không phải là người tốt, nhưng chắc chắn không xấu đến mức phải chịu đựng những điều đó. Sau khi lang bạt từ công việc bẩn thỉu này tới công việc bẩn thỉu khác, tôi ghi danh vào quân đội. Đó là đầu năm 1947. Rồi tôi bị ngã từ trên xe tải xuống và bị đau lưng suốt khóa tập huấn cơ bản, và họ cho tôi giải ngũ. Nhưng dù như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi ghét quân đội, với tôi nó cũng tệ như nhà tù vậy. Nhưng sau một thời gian họ lại giao nhiệm vụ cho tôi, thay vì để tôi rời đi. Rồi một hôm, gã trung sĩ mà tôi chưa từng gặp đã đề nghị giúp tôi nếu tôi trao tiền giải ngũ cho anh ta. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ nó giống như một sự sắp xếp. Họ sắp đặt để cố tình bắt quả tang tôi hối lộ quan chức. Anh ta cứ bám theo, còn tôi cứ lừa đi. Rồi trường hợp của tôi được xét duyệt, họ cho tôi xuất ngũ và anh ta tới để đòi tiền. Tôi đưa tiền cho anh ta và trở về nhà với việc ra quân đầy tự hào. Tôi không biết anh ta có tác động tới việc này hay không, nhưng tôi quá vui mừng khi thoát khỏi đó, tới mức tôi đã trao cho anh ta vài đồng mà tôi nhận được. Khi về đến nhà, mẹ tôi rất phấn khởi, nhưng bố thì lại bắt đầu la mắng về sự vô công rỗi nghề của tôi. Ông bảo rằng, đến cả quân đội cũng chẳng thèm dung chứa tôi. Ông nói mày chẳng tốt đẹp gì, và mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Ông nói rằng, đáng ra ông nên bóp chết tôi, từ khi tôi chào đời mới phải. Lúc nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Mắt tôi nhòe đi khi nghe bố quát mắng và chửi rủa hết lần này tới lần khác. Và tôi rời nhà trong làn nước mắt của mẹ. Tôi lang thang làm những việc lặt vặt, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn giọng chửi rủa của bố, điều luôn khiến tôi bị ám ảnh sau đó. Vào năm 1948, tôi gặp rắc rối với pháp luật vì một việc ngu ngốc. Tôi cùng một gã khác mở dịch vụ lau mũ, đánh giày ở quanh đó, còn ở căn phòng phía sau thì tổ chức đánh bạc. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt việc canh chừng và lách luật. Một đứa sẽ quan sát phía trước cửa, và nếu thấy ai khả nghi hoặc là cảnh sát tới, chúng tôi sẽ ra hiệu với nhau bằng việc gõ đinh lên tường, đưa ở sau, sẽ núp quân xúc sắc hoặc bỏ chạy để tiêu hủy chứng cứ. Một ngày, tới lượt tôi ngồi phía trước, thì một gã bạn cũ từ thời học trung học đi ngang qua, chúng tôi tán chuyện thời xưa và gã kể mình đang làm trong ngành xây dựng. Sau đó gã xin phép ra phía sau và tôi đồng ý. Khi nhận ra hắn là cớm, cả lũ chúng tôi vội vàng bỏ chạy với cả quân xúc sắc. Khó mà kiếm tiền dễ dàng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó quanh khu nhà mình lại là cảnh sát. Điều đó giống như một kiểu xúc phạm khi đồn đoán ai đó là cốm. Thực ra người chúng tôi thường chửi rủa nhau bằng câu mày nên làm cỡ mới phải, nhưng gã này lại là một tên cớm thực sự. Mặc dù vậy, anh bạn tôi đã trốn thoát cùng chứng cứ đánh bạc, nên cả đám chúng tôi chỉ như đang chơi một ván bài vui vẻ. Họ chia cho mỗi người một vé phạt vì tội lai vãng, và theo quy định thì kẻ nào bỏ chạy sẽ phải chịu nộp phạt khi bị bắt quả tang. Bởi vậy,
Công việc kinh doanh nhỏ lẻ của chúng tôi kết thúc khi cả đám nhận tới cả tệp vé phạt, vậy là kết thúc những ngày hoạt động cờ bạc. Vậy cũng tốt, bởi cho tới khi bị đột kích, chúng tôi đã kiếm kha khá tiền. Một thời gian tôi thật sự tin rằng kiếm tiền cũng dễ, dù tôi phải làm việc như trâu để kiếm phần lớn những khoản tiền tiêu trong đời, và rồi một loạt các trò bần tiện khác nữa, đánh nhau hoặc cả cùng đám bạn chơi bia, hay bất kể trò gì tôi có thể làm để kiếm tiền. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu những ngày đó có ai đối xử với tôi tử tế, tôi đã duy trì và làm tốt công việc của mình. Nhưng có lẽ cái lý do không ai đối xử tốt với mình đã khiến tôi thật sự tin bản thân mình chẳng tốt đẹp gì và cố tình hành xử tệ bạc để chứng minh điều đó. Tôi thật sự nghĩ mình sa đọa tới mức bố tôi biết chắc là ông đã đúng, và rồi có thể ông sẽ yêu thương tôi. Tôi biết như vậy có vẻ điên rồ, nhưng đó là cách người ta thường thể hiện. Hãy xem mấy kẻ thường cố gắng chiếm cảm tình của các cô gái bằng cách đánh nhau, thậm chí là giết họ ấy. Việc chẳng có ích gì, nhưng dường như đó là cách người ta thường thể hiện khi tức giận với thế giới vì không được đối xử công bằng. Rồi cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội từ một người, và điều đó thay đổi ít nhiều cuộc đời tôi. Ông tên là Sabatin. Ông làm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở quy mô nhỏ. Công việc của ông là mua những ô đất trống ở những vùng lân cận khác nhau, rồi thuê người xây dựng những ngôi nhà nhỏ và rẻ trên những ô đất đó. Có thể trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm, ông không làm ăn lớn như xây dựng khu thị trấn, mà chỉ làm ăn nhỏ lẻ. Ông thuê tôi làm lao động phổ thông, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi lái một chiếc xe tải chở xi măng, chở nguyên vật liệu, xếp gạch và mọi việc liên quan đến việc xây nhà. Tôi không được làm công việc liên quan tới việc mua bán, vì những việc đó ông tự mình làm để không phải trả tiền hoa hồng. Chủ yếu là ông nhận tiền từ ngân hàng, khoản tiền vay thế chấp. Chỉ có vậy, người ta cần mua nhà giá rẻ và họ sẽ mua nếu đủ tiền. Công việc làm ăn này nhỏ tới mức tôi phải quan sát xem mọi việc thực tế hoạt động như thế nào và những ai đảm nhận những phần việc mà chúng tôi không thể tự làm. Cũng trong khoảng thời gian tôi tới làm cho ông, tôi đã kết hôn và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Thật sự là ông đối xử với tôi rất tốt, và việc ông cho phép tôi học kinh doanh đã giữ tôi ở lại. Đó có lẽ là công việc đầu tiên mà tôi duy trì được hơn một năm. Dù vậy không phải là một công việc hời, nhưng đủ để sống, đủ để nuôi vợ và con trai James cùng con gái Lisa của tôi. Khi ông quyết định nghỉ hưu, ông giao mọi việc kinh doanh cho tôi. Thực tế thì nó cũng chẳng lớn lao như vậy, bởi tất cả những gì chúng tôi có chỉ là một chiếc xe tải cũ, vài món dụng cụ và một máy trộn xi măng nhỏ. Nhưng tôi đã học được cách dùng chúng cùng những kinh nghiệm bản thân để tự điều hành nền kinh tế lúc thăng lúc trầm, nhưng vẫn khá hơn nhiều nơi khác. Tuy nhiên, trong một năm tốt lành, tôi vẫn có thể xây nhiều nhà, cứ như vậy giải khắp thị trấn để duy trì công việc và kiếm chút tiền khá khẩm hơn so với công việc ban đầu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ được trong một thời gian. Nếu có hai mảnh đất trống, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách đào hai móng nhà cùng lúc, mua đồ nguyên vật liệu và thuê đủ nhân công để xây dựng đồng thời. Thậm chí dù công trình có lớn hơn những gì chúng tôi thường làm, nhưng như vậy vẫn không thể thấy lợi nhuận để phát triển, cho nên tôi quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh. Sabatin là một người tử tế, ông coi tôi như con, và tôi cũng yêu quý ông. Ông dạy tôi rất nhiều, để từ một người lái xe tải, và tôi trở thành giám sát, rồi thành ông chủ. Những điều mà tôi không được dạy là ai thì đáng tin, ai thì không. Với quy mô kinh doanh nhỏ này thì niềm tin chẳng mấy quan trọng, không mấy ai tin tưởng chúng tôi dài lâu cả. Vì vậy, khi tự mình điều hành, tôi không biết rằng mình không được phép tin vào điều gì, trừ khi có văn bản giấy tờ rõ ràng. Tôi bắt đầu tìm kiếm một mảnh đất để xây dựng một ngôi nhà. Như vậy tất cả các khoản thầu cùng nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển với mức chi phí rẻ hơn. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một lô đất ở vùng ngoại ô. Tôi có thể xây dựng khoảng 50 ngôi nhà trên một mảnh đất và xây ít nhất 4 nhà cùng đợt để tiết kiệm nhiều chi phí hơn. So với cách thức thông thường,
Lý do nữa là do lô đất này lại có giá vừa với ngân quỹ của tôi, là vì nó thật sự kém phát triển, chủ yếu là vì không có đường cống thoát, và quanh khu vực, người ta thường không mua những ngôi nhà có bể phốt tự hoại. Ban đầu tôi không hứng thú với khu đất này, nhưng sau đó nhân viên kinh doanh nói, đừng lo về đường ống thoát, tôi đã có khu City House, và nghe nói là họ sẽ bắt đầu xây dựng đường ống thoát tại đây vào mùa xuân này. Nhưng đừng kể với ai là tôi nói với anh nhé, vì họ không muốn châm ngòi cho các vụ đầu cơ đất quanh đây. Tuyệt, đó chính là điều tôi muốn nghe. Vì vậy, tôi đã ký hợp đồng mua bán lô đất với tỷ lệ lãi suất khá cao, nhưng như thế cũng được, bởi một khi tôi xây xong khu nhà mẫu và bắt đầu bán là sẽ thu về khối tiền, có vẻ chắc chắn là vậy. Tôi xây ngôi nhà đầu tiên, đặt biển hiệu và chạy quảng cáo rồi chờ đợi. Để giảm chi phí, tôi đã tự mình đứng ra bán. Mỗi cuối tuần, tôi tới và ngồi trong ngôi nhà đó. Cuối tuần chính là thời điểm mọi người có thời gian để tìm mua nhà. Có khá nhiều người tới xem và họ hài lòng với những gì được thấy. Giá cả ổn thỏa và có rất nhiều người mua hứng thú với những ngôi nhà của tôi. Tuy nhiên, họ cùng đặt một câu hỏi chung là ống thoát ở đâu? Tôi nói với họ về tin tức mình biết rằng ống cống thoát sẽ được xây dựng trong vài tháng tới. Vì vậy, họ sẽ hẹn quay lại. Khi đường ống hoàn thành, tôi lại ngồi đó và chờ đợi. Trong khi đó tôi nợ tiền mua đất và tiền mua nguyên vật liệu xây dựng. Có khá nhiều khoản tín dụng ngắn hạn trong kinh doanh xây dựng. Bạn sẽ trả dần khi bán, nhưng tôi chẳng bán được gì cả. Và khoản tín dụng ngắn hạn trở thành dài hạn, mọi người tới tìm tôi đòi nợ, còn tôi chìm trong khoản nợ khoảng 60.000 đô la. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng, tốt nhất mình nên mau chóng tìm hiểu về hệ thống cống thoát chết tiệt kia. Vì vậy tôi tới City House để hỏi, kết quả là mọi người nhìn tôi hài hước, đường cống nào cơ, chẳng có kế hoạch xây dựng cống thoát nào cả. Tôi nhanh chóng nhận ra sự thật rằng, họ chẳng xây dựng đường cống nào ở đó cả. Trong đời mình, chưa khi nào tôi thấy mình ngu ngốc như vậy, đi tin vào lời của gã kinh doanh bất động sản mà chẳng kiểm tra gì. Nhưng tôi đã tin hắn, nên mọi điều tôi đã làm, nỗ lực thoát khỏi khó khăn, chăm chỉ làm việc trong 10 năm, đã đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng, cũng tới lúc khi tôi về tới nhà vào buổi tối, tôi phải đổ xe cách vài dãy nhà, rồi lẫn vào ngõ sau, nhảy qua hàng rào, rồi trốn vào nhà, bởi ngân hàng đang tìm mọi cách tịch biên chiếc xe của tôi. Mọi chuyện rồi sẽ khá lên. Rồi một đêm khi tôi trở về nhà, vợ tôi hỏi tôi khoản tiền đi chợ, tôi thì chẳng còn xu nào, vậy lũ trẻ sẽ ăn gì? Cô ấy hỏi, làm gì với câu hỏi đó nhỉ? Lũ trẻ sẽ ăn gì? Giờ tôi là chủ thầu, người đã để bản thân bị điều khiển tới mức chẳng còn gì. Chủ nợ thì bám ngay sau đuôi, còn ngân hàng thì ngay sau ngôi nhà và chiếc xe của tôi. Thế đã đủ tệ, lại còn thêm việc chẳng có gì để ăn. Tôi thức cả đêm tự hỏi phải làm gì bây giờ. Và rồi những cảm xúc cũ lại quay về. Tôi chẳng làm được trò trống gì. Giống như bố tôi luôn nói, cho dù tôi có cố gắng để đứng thẳng trong đời như thế nào, thì cũng chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không thể quên câu hỏi của vợ mình. Chẳng có thời gian để tiếc thương cho bản thân, tôi còn trách nhiệm với những người khác, với vợ và những đứa con, cùng khoản tiền tôi nợ các nhà thầu, cũng như các nhà cung cấp vật tư đã dành niềm tin cho tôi. Nhưng khi đó tôi lại không lo lắng về các khoản nợ, về phá sản hay về ô tô. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm sao có đủ tiền để nuôi gia đình trong những ngày kế tiếp đây. Đó là tất cả. Chỉ là làm sao để họ không bị đói vào ngày hôm sau. Tôi đã gặp khá nhiều người bị đói khi còn nhỏ. Khi tất cả những gì chúng tôi ăn hàng ngày đều là mì thô, nhiều khi còn chẳng có nước sốt hay bất cứ thứ gì khác. Tôi là kẻ thất bại thảm hại nhất từ trước tới giờ. Nhưng tôi không thể làm liên lụy tới người khác bởi những gì tôi đã làm hoặc không làm. Tôi luôn phải kiếm sống vì gia đình mình. Khi còn nhỏ, nhiều khi tôi là người chu cấp duy nhất. Khi tôi làm việc trong các phân xưởng và kiếm 90 đô một tuần, bố buộc tôi phải nộp toàn bộ số tiền và chỉ đưa tôi vài xu để tôi tiêu vặt. Tôi vẫn luôn có thể nuôi được vợ con mình, có lẽ không nhiều,
nhưng đủ cho tới thời điểm này, tôi không mất nhiều thời gian để nghĩ về việc ngu xuẩn của bản thân khi tin gã kinh doanh bất động sản. Nếu tôi làm vậy, có lẽ tôi đã nhận ra rằng việc tin tưởng hắn mà không kiểm tra gì càng khiến tôi suy nghĩ ngu xuẩn hơn, bởi nó chứng minh rằng bố tôi đã đúng, tôi chẳng làm nên trò trống gì cả. Cho dù tôi đã hỗ trợ tài chính cho ông và xây một căn nhà nhỏ để ông sinh sống suốt 10 năm qua, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là kiếm ăn cho gia đình mình bằng con đường lương thiện nhất. Đó là lý do dẫn tôi tới nghề kinh doanh buôn bán xe. Đó là điểm khởi đầu để tôi trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Nhìn lại để học cách nhìn về phía trước tốt hơn, để thay đổi cuộc đời mình. Bạn thân mến, hôm nay sách tóm tắt vừa gửi đến bạn phần 1 của cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Phần 2 sẽ được sách tóm tắt gửi đến các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!